Như à, ba biết là con rất yêu thằng Vũ, nhưng tình yêu thì cả hai phải dung dén con à. Nếu chỉ một mình con cố gắng tìm một cách níu giữ thì có ích gì đâu, chỉ khiến cả hai mệt mỏi thêm thôi. Vậy ba nghĩ bây giờ con phải làm cái gì? Con hãy trả tự do cho thằng Vũ, rồi con sẽ có cơ hội khác cho mình. Nhưng ba không muốn cả hai đứa suốt cuộc đời không biết tình yêu thật sự là gì. Không, không bao giờ đâu ba. Con sẽ không bao giờ ly dị với anh Vũ, dù trời có sập xuống cũng không ba. Tại sao con phải làm vậy chứ? Nếu con chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình, con quá ích kỷ rồi đó. Vậy ba tưởng con sung sướng lắm sao? Con đã chịu quá nhiều tủi nhục khi mà con sống chung với anh ấy. Ở trong mắt anh ấy, con giống như là một con hủi vậy. Ba không thấy điều đó sao? Nếu đã như vậy, con muốn níu giữ làm gì? Nếu như không phải là con, thì anh ấy không được quyền hạnh phúc bên bất kỳ ai hết. Con sẽ không bao giờ ly dị đâu. Con làm như vậy là tự đào mồ chôn mình. Con bó buộc cuộc đời của mình vào một người đàn ông không dành trái tim cho con. Rồi con được gì chứ? Con sẽ đánh mất tuổi thanh xuân của con một cách vô ích. Con không cần tuổi thanh xuân. Với lại, cuộc đời của con cũng đã chết từ lâu rồi ba. Như à, con đừng có hằn học với cuộc đời như vậy. Hãy buông bỏ những thứ không thuộc về mình, con sẽ thấy thanh thản và vui vẻ hơn. Con rất tổn thương, và chỉ cần có hai thứ mới có thể chữa lành mọi vết thương của con. Một là tình yêu của anh ấy, hai là sự trả thù anh ấy. Con sẽ khiến anh Vũ nhận ra không có gia đình này, anh ấy sẽ không bao giờ làm được gì hết. Và một ngày nào đó, anh ấy sẽ phải quay về đây, quỳ gối xin lỗi con và ba mẹ. Từ khi vắng thằng Vũ, công ty rối tung cả lên rồi. Ba lo... Anh lo cái gì? Thằng Vũ nó thiếu gia đình này, nó có thể chết, nhưng gia đình này thiếu nó vẫn sống như thường. Chúng ta còn có Tố Như mà, nó đã làm trưởng phòng nhân sự bao nhiêu năm nay, nó có kinh nghiệm quản lý nhân sự và am hiểu công việc kinh doanh. Vị trí giám đốc cứ để con gái chúng ta nắm giữ đi. Chuyện gì không em? Tôi kêu chị set up cái phòng này cho tôi mà chị đến nguyên si như vậy đó hả? Chị có gọi công ty trang trí nội thất rồi, họ chưa cử người xuống. Trời, nguyên cả cái Sài Gòn này chỉ có một mình công ty nội thất hay sao hả? Tôi đã nói với chị là ngay đầu tuần chị phải làm xong cho tôi mà. Chị xin lỗi, để chị gọi công ty khác. Không cần nữa, đi ra ngoài đi. Xin lỗi. Camera. Chỉ có bà ta thôi. Nè, chị đang làm cái gì vậy hả? Làm cái gì mà đồ đặt lung tung hết trơn vậy hả? Dạ. Tôi biết ngay mà, là lấy được gì rồi phải không? Tôi có lấy cái gì đâu. Không, tôi bán mấy lần rồi. Nè, có chuyện gì vậy? Nè, cái bà này nè, lén lút vô phòng của anh với chị Như á. Coi chừng bà ăn cắp cái gì rồi đó. Anh chị coi có mất gì không? Không phải, tại tôi mắc vệ sinh quá. Bên phòng Thiên Ân có nhà vệ sinh, sao bà không chịu đi? Mai thường nhớ, đúng là đồ khốn kiếp mà.
là biến thái. Thủy An, nếu đúng là cô, tôi nhất định không tha cho cô đâu. Ê, bóng ma! Nè, đừng có kêu tôi là bóng ma nữa được không? Anh nhìn tôi không có giống thiên thần hả? Bỏ đi nha, mới ăn sáng xong, trời ơi, tôi ói ra hết là đền ổ bánh mì đó. Nè, hôm nay á, giao tôi 13 người lận, anh ráng giao cho hết nha. Anh mà giao hết á, về tôi đãi anh ăn một bữa bể bụng luôn. Ồ, 13 người luôn, ghê ta, hôm nay vô mánh rồi. Mà tôi bể bụng cũng khó lắm á, tôi mà bể bụng là cô sang cái tiệm này cho người ta luôn á. Là sao? Tại tôi ăn nhiều quá tôi phải kiếm chỗ ra chứ sao. Thôi anh nói chuyện tào lao quá. Thôi đi đi, nhớ vào cho hết nha. Đi vô nấu cơm đi, tôi đi còn nhanh hơn đĩa bay nữa đó. Nè, chạy cẩn thận đó. Biết rồi. Từ từ thôi. À, ráng vào cho hết nha. Rồi, bye bye bà chủ. Mười ba cái túi là mình sẽ bán được 4.550.000. Mình sẽ mua được cho Thiên Ân một chiếc xe đạp, hai bộ đồ và một đôi giày xịn. Về rồi bà chủ ơi. Tiền nè. Cái gì của 350 vậy? 13 cái giao được cái, bị bỏ bơm hết 12 cái rồi chị ơi. Bị bỏ bơm là sao? Bỏ bơm có nghĩa là người ta đặt hàng xong ta đổi ý, ta không muốn lấy nữa, xong người ta trốn, gọi điện thoại ta không bắt máy, đó gọi là bỏ bơm đó. Chắc người ta bận đó, anh gọi lại đi. Dạ, một người em gọi tới 10 cuộc lần đó chị. Đừng có hy vọng cho mấy người đó, bán hàng qua mạng là vậy đó. Tập làm quen đi ha. Trời ơi, 13 cái bán được có 1 cái. Như đây mua được cái gì? Gì vậy? Đừng có nhìn tôi với cái ánh mắt đó nha. Muốn tôi ủng hộ thêm cái nữa cho cô hả? Ừ, mua tặng bạn gái anh cái đi. Bớt bớt khôn đi. Cô biết có mình cô là bạn gái của tôi rồi, tôi mua tặng hoài chắc mạc luôn quá. Sao? Không thèm. Anh mua tụi cô không bán nữa. Chà, nãy giờ mới phát hiện ra mâm cơm ngon dữ ta. Thịnh soạn quá, thôi ăn đi. Bán được có 1 cái à, đãi anh bữa cơm coi như không lời anh cắt luôn. Cho người ta. Alo, gì vậy? Gặp nhau ở chỗ cũ đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Giờ luôn á hả? Đang ăn cơm. Tôi sắp đến nơi rồi đó. Quê, cái gì vậy trời, với bà nội tôi vậy? Đuổi tôi bận rồi sao? Ai vậy? Ừ, đâu có ai đâu, đồng nghiệp thôi. Tối Như, phải không? Bộ anh vẫn còn làm việc cho cô ta hả? Bị điên quá, tự nhiên ai gọi điện thoại cũng là Tố Như hả? Thôi ăn mình đi, nếu mà có lòng tốt quá thì để dành cho tôi đi xong rồi tôi vòng lại liền ha. Tôi đi nha. Đây là camera điều khiển. Đúng là bệnh hoạn mà. Cô khẳng định cái này là của bà nhớ hả? Nếu như không phải bà ta thì ai nữa hả? Tôi có theo dõi bà ta, nhưng mà giống như người bị bốc hơi vậy đó, không để lại một chút dấu vết gì hết. Tôi đã nói với anh, bà ta chính là Thủy An. Nếu anh cứ muốn tìm bà ta thì làm sao mà tìm được. Tôi kêu anh chứng minh Thủy An chính là bà nhớ. Anh làm tới đâu rồi? Ờ, thì tôi cũng đang điều tra đây, nhưng mà chưa có manh mối gì hết. Nếu như anh tìm được các file camera này trong các thiết bị của Thủy An thì có phải là anh đã chứng minh được Thủy An chính là bà nhớ đúng không? Lúc đó cô ta chính là đối tượng tình nghi số 1 trong cái chết của ông Sự. Bởi vì lúc đó ông Sự và bà nhớ có mâu thuẫn với nhau, và sau khi ông Sự chết thì bà nhớ hoàn toàn biến mất. Lạ ha, có vẻ như là cô rất là muốn cái chết của ông Sự là do Thủy An làm. Tại sao vậy?
Tại vì nếu như bà ta là hung thủ giết ông Sự thì nạn nhân tiếp theo rất có thể là tôi. Nhưng mà cô ta... Cô ta hiện tại bây giờ đang tìm mọi cách để cướp lấy chồng tôi. Cô ta giết ông Sự bởi vì cô ta nghĩ 8 năm trước ông Sự đã đứng ra làm nhân chứng tố cáo cô ta, và tôi cũng là nguyên nhân đẩy cô ta vào tù. Tôi mong anh là bây giờ hãy tìm mọi cách để tìm ra cô ta. Tính mạng của tôi đang bị đe dọa từng ngày đó, anh biết không? Anh phải chứng minh được Thụy An chính là bà Nhớ. Đến khi đó tôi có đầy đủ chứng cứ, tôi mới có thể báo công an được, thì tính mạng của tôi mới được an toàn, anh hiểu không? Nè, bây giờ á, anh tính cái gì thì anh phải nói cho tôi biết chứ. Tôi chưa có nghĩ ra gì hết. Nói với cô cái gì bây giờ? Đúng rồi, tôi tin anh là bây giờ tôi đã sai chứ gì. Vậy mà cô vẫn giao việc cho tôi. Tại tôi đẹp trai hả? Tên điên này. Công ty Hồng Đăng nghe. Dạ chào chị. Cho tôi hỏi, tôi đã nộp hồ sơ ở công ty mình cũng lâu rồi mà không thấy công ty gọi lên để phỏng vấn gì. Anh tên gì ạ? Dạ Trần Thiên Vũ ạ. Xin lỗi anh, hiện tại công ty em không có nhu cầu nha anh. Nhưng mà alo. Dạ chào anh, tôi là Trần Thiên Vũ. Tôi xin lỗi nha, công ty tôi không có nhu cầu. Anh ơi, tôi có rất nhiều kinh nghiệm về túi xách, thời trang. Xin lỗi anh, tôi đã nói công ty tôi hết nhu cầu rồi. Anh không hiểu tiếng Việt hả? Anh làm ơn có thể cho tôi biết lý do được không? Rõ ràng lúc tôi nộp hồ sơ ở công ty là công ty đang cần tuyển nhân viên gấp mà. Cứ phải nói thẳng với chị hay sao? Thì là rắc rối mà. Anh làm ơn cho tôi biết lý do đi. Ai chẳng biết anh từng làm giám đốc công ty Tố Như, còn là con trai ông tổng giám đốc nữa. Ai biết được vì sao anh lại thôi việc bên đó. Cũng không tránh khỏi trường hợp anh xin vào công ty khác để làm nội gián. Giờ anh muốn có việc làm, tốt nhất là chuyển nghề đi. Một khi tôi đã nhúng tay vào thì đố anh xin được việc bất cứ nơi nào, rồi anh sẽ không có một xu dính túi. Còn anh sẽ chẳng có cuộc sống đầy đủ như khi còn sống với gia đình của tôi. Thiên Vũ, anh sẽ sớm quay về và quỳ sụp dưới chân của tôi thôi. Thiên Ân, con bị sao vậy? Con dọn quần áo làm gì vậy? Con về với mẹ Như. Con nghe ba nói nè, sao tự nhiên con lại đòi về? Con là người trưởng thành rồi mà. Con tự đánh răng rửa mặt, con tự nấu mì, con tự soạn tập vở, con dậy sớm được. Ba cho con về với mẹ đi mà ba. Trời chơi nó rồi. Thiên Ân của ba, bây giờ con muốn chứng minh mình là đàn ông không? Dạ muốn. Nếu như vậy thì ba con mình cũng chơi một trò chơi đi. Dạ, chơi trò gì vậy ba? Chúng ta sẽ tới một nơi khác sống. Nơi đó sẽ không có mẹ Như, cũng không có ông bà ngoại. Con phải tự đánh răng, rửa mặt, tự tắm rửa, chuẩn bị cặp sách tới trường. Nếu con làm được, ba mới tin con là đàn ông. Dạ chơi liền nha ba. Ok. Chưa đâu, con vẫn chưa chứng minh được, con cần phải cố gắng hơn, biết không? Không, ba chơi xấu. Con tự đi sớm, tự đánh răng rửa mặt, tự dọn sách vở vô cặp, con tự nấu mì được nữa. Con trưởng thành rồi mà. Con muốn về bảo vệ cho mẹ Như. Con muốn về với mẹ à. Thiên Ân à, con ở đây với cô Thụy An, bộ con thích sao?
con mà về nhà, cô Thủy An sẽ không được gặp con nữa đó. Không, con muốn mẹ Như. Thiên Ân, con nhớ mẹ Thiên Ân. Như. Không, con muốn đi về nhà mẹ à. Ân à, nghe bà nói nè. Con cứ ở đây với ba thêm một thời gian nữa đi. Mai mốt, ba sẽ đưa con về gặp mẹ Như. Không, con nhớ mẹ. Ba, ba mới cho con về. Thiên Ân, con nhớ mẹ. Thiên Ân à, con nghe ba nói nè. Ba. Thiên Ân. Ân à, con phải hiểu cho ba đi. Con hãy hiểu cho ba. Con muốn về với mẹ. Con thông cảm cho ba. Lúc này ba không thể về nhà được. Ba không thể nào xa con. Con làm ơn đi, ở lại với ba đi Ân. Thiên Ân, Quang cho con về với mẹ đi Quang. Thiên Ân à, nghe Quang nói nè. Thiên Ân có thấy ba con đang buồn không? Ba con đang rất buồn đó. Nhưng mà con nhớ mẹ mà. Thôi thôi, Quang biết rồi. Quang sẽ thuyết phục ba con để cho con về nhà thăm mẹ. Nhưng mà Thiên Ân hứa là không được làm khó ba nữa. Con phải ngoan thì cô Tiên Xanh mới thực hiện lời hứa của con nè, đúng không? Dạ. Vậy thôi bây giờ mình nín nha, mình không có khóc nữa. Mình khóc nữa là ba mình buồn nha con. Quyết định như vậy đi nha. Thì ngừng dạ, Quang nha. Cố gắng lên nè. Con nhớ rồi, về với mẹ nha. Ừ, Quang nhớ rồi. Lại như vậy. Hôm nay là ngày gì mà cả hai người đàn ông đều yếu đuối như vậy? Cô có thể ôm tôi được không? Tôi. Cô ôm tôi đi. Hôm nay là ngày gì mà tôi phải dỗ dành cả hai cha con như vậy? Tôi sẽ khóc mãi, khóc hoài. Ngày nào tôi cũng sẽ khóc hết. Tại sao vậy? Vì khi khóc tôi sẽ được cô ôm, đúng không? Một lần như vậy thôi, có chết tôi cũng không hối tiếc đâu. Anh bị điên rồi hả? Cô cho tôi biết đi, tôi phải làm sao đây hả? Anh phải nhẹ nhàng với con. Nếu có thể, anh phải đưa con về thăm Tối Như. Anh biết đó, với Thiên Ân, Tối Như là một người mẹ duy nhất. Nhưng mà Ân không thể nào sống bên cạnh Tối Như được nữa. Tại sao vậy? Tôi thấy hai người... Thủy Ân, anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc ngoại trừ giây phút này khi được ở bên cạnh em. Cô ta giết ông Sự bởi vì cô ta nghĩ 8 năm trước ông Sự đã đứng ra làm nhân chứng tố cáo cô ta, và tôi cũng là nguyên nhân đẩy cô ta vào tù. Anh phải chứng minh được Thụy An chính là bà Nhớ. Đến khi đó tôi có đầy đủ chứng cứ, tôi mới có thể báo công an được, thì tính mạng của tôi mới được an toàn. Anh hiểu không?